Do đó, sự năng tri túc tâm thường lạc, hễ luôn biết đủ tâm thường an lạc. Lại có các vị đâu xuất đà thiên vương, nhiều không thể nghĩ bàn. Đó là tri túc thiên vương, hỷ lạc hải kế thiên vương, tối thắng công đức tràng thiên vương, tịch tĩnh quang thiên vương, Khả ái lạc diệu mục thiên vương bảo phong tịnh nguyệt thiên vương tối thắng dũng kiện lực thiên vương kim càng diệu quang minh thiên vương tinh tú trang nghiêm tràng thiên vương khả ái lạc trang nghiêm thiên vương lại có các vị đâu xuất đà thiên vương số nhiều không thể nghĩ bàn đâu xuất đà dịch là tri túc biết đủ hoặc là hỷ túc vì hoan hỷ tri túc chẳng có tâm tham cung trời này phân làm nội viện và ngoại viện phàm là Bồ Tát Bồ Làm Phật đều ở nội viện này đợi khi nhân duyên chín mùi thì nương voi trắng sáu ngà hàng lâm xuống nhân gian để làm giáo chủ. Giáo chủ vị lai là Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ ngài đang ở nội viện giảng kinh thuyết pháp, đợi kiếp tăng đến bốn vạn tám ngàn tuổi, lại giảm xuống còn tám vạn tuổi, thì ngài hàng lâm xuống nhân gian. Lúc đó máu huyết con người màu trắng Bây giờ bạn nhất định không tin, nhưng đến lúc đó không tin cũng sẽ tin. Bồ Tát Di Lạc tu từ tâm tam muội, pháp môn biết đủ an vui, cho nên thiên chúng ở đây chẳng có phiền não, chẳng có đau khổ, chỉ có khoái lạc. Tại sao? Vì biết đủ cho nên tâm thường an lạc. Vị thiên vương thứ nhất tên là Tri Túc, vì vị này luôn luôn biết đủ, cho nên tâm thường khoái lạc, nhẫn được thì yên, biết đủ thì vui cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là Hỷ Lạc Hải Kế, vì vị này hoan hỷ khoái lạc nhất, tuyệt đối chẳng có phiền não, tâm của vị này rộng lớn như biển cả, ý niệm thanh tịnh như bảo kế, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là Tối Thắng Công Đức Tràng, vì công đức của vị này thủ thắng nhất, trang nghiêm, mà sáng giống như tràng báu, cho nên được tên này vị thiên vương thứ tư tên là tịch tĩnh quang vì quang minh của vị này tịch tĩnh thanh tịnh đến cực điểm cho nên được tên này vị thiên vương thứ năm tên là ái lạc diệu mục vì mắt của vị này mỹ diệu phi thường thường phóng quang minh ai thấy cũng đều sinh tâm hoan hỉ nên được tên này vị thiên vương thứ sáu tên là bảo phong tịnh nguyệt vì vị này giống như núi bảo phong lại giống như trăng thanh tịnh cho nên được tên này Vị thiên vương thứ bảy tên là Tối Thắng Dũng Kiện Lực. Vì vị này có đại lực thù thắng chẳng sánh được, lại dũng cảm và kiện tráng, do đó mà đánh thắng được Atula cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 8 tên là Kim Cang Diệu Quang Minh. Vì thân thể của vị này là Kim Cang làm thành, thường phóng ra quang minh vi diệu, anh dũng thiện chiến. Atula từ xa thấy hình mà sợ cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là tinh tú trang nghiêm tràng, vì vị này có thần thông lực, đến được nhị thập bát tú, đều đến trang nghiêm tràng báo này, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là khả ái lạc trang nghiêm, vì vị này có tướng trang nghiêm thủ thắng, khiến cho chúng sinh, dành ra vui thích và khoái lạc, cho nên được tên này có các vị đâu xuất đà thiên vương số nhiều không thể kỹ bàn như vậy làm thượng thủ các vị đó đều siêng năng chỉ niệm danh hiệu của tất cả các đức phật mười vị trời đâu xuất đà này làm thượng thủ trong đâu xuất đà thiên vương ngoài ra còn có vô lượng vô biên số thiên vương nhiều không thể nghĩ bàn những vị thiên vương này đều luôn luôn niệm phật trí danh hiệu các đức Phật trong mười phương ba đời, tinh tấn lại tinh tấn không giải đãi phóng giật, thường niệm danh hiệu Phật, ở trên là chúng thứ năm, đầu xuất đà thiên vương. Lại có vô lượng khóa lạc thiên vương, đó là thiện biến hóa thiên vương, tịch tĩnh âm quang minh thiên vương, biến hóa lực quang minh thiên vương, trang nghiêm chủ thiên vương, niệm quang thiên vương, tối thượng vân âm thiên vương, chúng diệu tối thắng quang thiên vương, diệu kế quang minh thiên vương, thành tựu hỷ Huệ thiên vương, hoa quang kế thiên vương, phổ kiến thập phương thiên vương. Lại có vô lượng vô biên hóa lạc thiên vương, hóa là biến hóa, lạc là lạc đủ. Thiên chúng cõi trời này, bằng phước lực của mình có cảnh giới tại tầm như ý, những gì mà mình mong muốn biến hóa ra được các loại âm nhạc Ai ai cũng có thiên tài diễn tấu âm nhạc, lại có năng lực thưởng thức âm nhạc, cho nên ở cõi trời này chỉ biết vui mà không biết buồn. Nói về thiện biến hóa thiên vương, vị thiên vương này khéo về biến hóa, biến hóa ra các loại nhạc khí mà tự vui vẻ, tuyệt đối không xâm phạm người khác, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ nhất tên là Tịch Tĩnh Âm Quang Minh, vị âm thanh của vị này Tịch Tĩnh tuy nhiên tịch tĩnh nhưng có quang minh cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là biến hóa lực quang minh. Vì sức biến hóa của vị này không thể nghĩ bàn, biến hóa ra bảy bóng để trang nghiêm cung điện, lại biến hóa ra hoa sen năm màu thanh tịnh, đều sáng lạng, chẳng có gì sánh được, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là trang nghiêm chủ, vì vị này trang nghiêm cung điện của chư thiên, lại trang nghiêm tất cả đạo tràng cho nên được tên này. Vị thiền vương thứ tư tên là Niệm Quang, vì vị này thường niệm Phật từ trong miệng phóng ra quang minh cho nên được tên này. Vị thiền vương thứ năm tên là Tối Thượng Âm Vân, vì âm thanh của vị này tối cao, cao thấu tận trên mây cho nên được tên này vị thiên vương thứ sáu tên là chúng diệu tối thắng quang vì vị này có rất nhiều cảnh giới không nghĩ bàn không những tối thủ thắng mà còn sáng nhất nên được tên này vị thiên vương thứ bảy tên là diệu kế quang minh vì diệu kế của vị này thưởng phóng quang minh chiếu khắp thế gian cho nên được tên này vị thiên vương thứ tám tên là thành tiệu hỷ huệ vì vị này thành tựu được trí huệ hỷ lạc khiến cho chúng sinh cũng thành tựu trí huệ này cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là Hoa Quang Kế, vì quang minh hoa sen của vị này giống như bảo kế nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Phổ Kiến Thập Phương, vì vị, vị này ngồi tại bổn tòa mà thấy khắp tất cả thế giới trong mười phương cho nên được tên này. Có vô lượng số hóa lạc thiên vương như vậy làm thượng thủ, các vị đó đều siêng năng điều phục tất cả chúng sinh khiến cho họ được giải thoát mười vị hóa lạc thiên vương này làm thượng thủ trong hóa lạc thiên vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên không cách chi tính đếm được. Những vị hóa lạc thiên vương này đều siêng năng điều phục. Những chúng sinh không nghe lời khiến cho họ tuân theo quy cụ giữ giới luật, đạt được pháp môn giải thoát ra khỏi bà cõi biển sinh tử, đạt đến bờ bà niết bàn bên kia. Trên đây là chúng thứ sáu, hóa lạc thiên vương lại có vô lượng tha hóa tự tại thiên vương, đó là đắc tự tại thiên vương, diệu mục chủ thiên vương, diệu quan tràng thiên vương, dũng mãnh huệ thiên vương, diệu âm cú thiên vương, diệu quang tràng thiên vương, tịch tĩnh cảnh giới môn thiên vương, diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương, hoa nhị huệ tự tại thiên vương, nhân đà la lực diệu trang nghiêm quang minh thiên vương. Lại có vô lượng vô biên tha hóa tự tại thiên vương thiên vương này có thể biến hóa âm nhạc của các cõi trời khác đến chỗ của mình để thưởng thức hưởng thụ các vị thiên vương này đem khoái lạc của người khác làm khoái lạc của chính mình biểu thị đắc được tự tại đây là tầng trời cao nhất của dục giới cũng là cõi trời khoái lạc nhất vì khoái lạc nhất cho nên rất dễ khiến cho người tham thiền định lực không đủ dễ bị đọa lạc ở trong sáu nẻo Chỗ tu đạo lý tưởng nhất là ở tại nhân gian. Tại nhân gian, khổ nhiều vui ít, khiến cho người tu hành tinh tấn, do đó có câu Thân người khó được, này đã được. Phật Pháp khó nghe, này đã nghe. Đời nay không độ được thân này, còn đợi bao giờ độ thân này. Hai câu trước đã được rồi, còn hai câu sau phải thiết thật tu hành. Vị thiên vương thứ nhất tên là Đắc Tự Tại, vì vị này đắc được tự do tự tại, vô cầu vô thúc cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là Diệu Mục Chủ, vì mắt của vị này đẹp phi thường, là chủ của ngũ quan cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là Diệu Quan Tràng, vì vị này đội mũ vua rất mỹ lệ, giống như chàng báo cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tư tên là Dũng Mãnh Huệ, vì vị này có trí huệ rất dũng mãnh tinh tấn hướng về phía trước cho nên được tên này vị thiên vương thứ năm tên là diệu âm cú vì vị này có âm thanh rất hay và êm tai cho nên được tên này vị thiên vương thứ sáu tên là diệu quang tràng vì diệu quang minh của vị này phóng ra trang nghiêm giống như tràng bóng cho nên được tên này vị thiên vương thứ bảy tên là tịch tĩnh cảnh giới môn vì vị này có định lực Bất cứ cảnh giới gì đến cũng đều không động tâm, tĩnh như mặt hồ, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 8 tên là Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng, vì vị này có bánh xe thần diệu không thể nghĩ bàn, trang nghiêm như tràng bóng, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là Hoa Nhị, Huệ Tự Tại, vì vị này có trí huệ liền hoa nhị, tự tại phi thường, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Nhân Đà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh. Vị vị này có lực lượng rất tôn trọng mới có trí huệ quang minh vì diệu trang nghiêm cho nên được tên này.